Theo dự kiến là các em định làm gì? Như nào? Bọn em xây tường gạch xong là ở trên là bọn em làm bằng tôn, mái tôn. Vâng. Để đựng mấy cái này. Vâng. Đồ. Nhưng mà lúc đầu các em đang nghĩ là phương án rẻ tiền nhất là? Rẻ tiền nhất là quây tôn. Quây tôn rẻ tiền nhất à? Quây tôn rẻ tiền nhất nhưng mà mưa thì nó dồn hết anh ạ, nó ướt. Rồi các bạn, ngày nay thì mời các bạn quay trở lại với một video nữa của Giàng A Pháo các bạn ạ. Và ngày nay chúng ta đến điểm trường mà cô giáo Điệp dạy các bạn nhé. Thì đang ở sâu một cái khu dân cư các bạn. Đây là cũng cao đây các bạn, của đồng bào người H'mông. Mình mấy nay thì cô giáo Điệp có nhắn tin cho mình là cũng có một cái trường của em cần sửa chữa, cải tạo và làm đấy các bạn. Ở điểm trường này nó khuất lắm các bạn. Điểm trường của mầm non. Này thì em công tác ở điểm trường này rồi. Đây từ hướng này đi thì các bạn có thể nhìn thấy trường các bạn. Bên cạnh khu dân cư có những chú trâu vừa ăn no xong và nó nằm ở đây rồi. Để mình ra đây rõ hơn cho các bạn xem. Bây giờ là mình đang đứng ở đằng sau ngôi trường các bạn nhé. Có hẹn với em nhưng mà mình chưa vào đây. Để xem là thực trạng của ngôi trường này như thế nào. Thấy cũng khá là xuống cấp rồi các bạn. Hôm nay thì không biết là bạn nào muốn sửa chữa hoặc là nhờ mình cái việc gì để đi vào các bạn nhé. Các cháu học lớp mấy? Học mầm non à? À, mầm non đằng kia à? Các bạn nào học ở trường đây không? Đấy, này nguy hiểm quá. Có bạn nào học ở trên này không? Đang rủ các bạn lên đây chơi nhưng mà chắc là nhìn thấy mình sợ. Lạ. Lên đây chơi các bạn ơi. Lên đây chơi đi. Có bạn nào học ở điểm này không? Điểm trường này khá là nhỏ các bạn. Ngay cái cổng này thì mình thấy là cũng không có cái bảng biển cơ. Đường đi vào. Chào cô giáo. Chào các cô giáo. Chào thủ trưởng Điệp nhá. Hả? Gì? Hả? Không phải thủ trưởng Điệp à? Em là cô giáo ấy. Cô giáo. À. Đây. À, đằng sau là anh lúc nãy anh đi một vòng rồi. Điểm trường đẹp lắm các bạn. Đằng sau nhìn, lúc nãy mình nhìn đằng sau thì có vẻ là hơi cũ kỹ. Nhưng mà vào trong này với bàn tay của các cô giáo, thủ trưởng Điệp à? Không, anh ơi, ở đây có rất là nhiều cô. Nhưng mà hiện tại thì các cô đang có việc ra trường chính với 2 cô rồi. À, thế năm nay là em chuyển về đây? Vâng, năm nay em được về điểm này. Làm xong sân là đi mất. Mỗi năm thì một điểm cho anh. À. Bữa trước là các bạn có nhớ hồi đầu năm học mới thì... mình đổi thêm cái sân chơi nhưng mà chưa biết là cái sân chơi sử dụng như thế nào. Anh ơi, à, đây hình như có ảnh. Có ảnh không? Các cô để hết đồ chơi vận động của... Ừ. Và... à, nhận được tiền rồi. Nhìn thấy tiền rồi. Đây, cả cho cô giáo cái này nào để nói chuyện cho rõ nào. Là tiền có ai? Cô giáo rút điện thoại ra rơi tiền. Cái sân đâu anh xem nào? Cái sân... Đây, không, cái sân bữa trước là bây giờ các em làm cái gì rồi? Đây rồi. Để đợi em một tí. Hôm nọ với chị vừa chụp lên. À. Có anh ạ. Để trong khi bạn ấy đang lấy ảnh. Cái này khô hết rồi này các bạn này. Cô giáo mầm non là một trong cô giáo vất vả nhất đấy các bạn nhé. Cái này thì mình quay ở một cái điểm trường mầm non nhỉ? Tại một bản là Vành 2 Xuân Thượng, Bảo Yên, Lào Cai các bạn ạ. Chỗ này thì không biết là bao nhiêu bé học. Chị ơi, hôm nọ Kiều Anh cho lên nhóm nào nhờ chị nhờ? Mấy cái này các bạn xem. Các bạn đây trang trí. Mầm non á? Xích đu. Sập sệ lắm anh ạ. Này, sập sệ gì? Yên tâm quá rồi gì nữa. Mình vào trong xem đây. Một lượt đi các bạn. Đây, đây điểm sườn bên đấy họ để như này. À. Vâng. Rồi bà là sẽ... có một thư viện của bé và đồ chơi vận động là cho hết vào cái chỗ sân đấy. À, cái sân hôm rối đổ. Vâng, là học sinh có chỗ để vui chơi đấy. Hôm trước mình tính lên là bao nhiêu mét vuông ấy nhỉ? Ở bên đấy hả anh? Ừ. Dài là 17 và rộng là 12. 120 mét à? Dạ. Có cái điểm mà Kim Sơn họ xin anh ấy là 100 mét vuông. 100 mét vuông. 100 mét vuông ừ. Là sân trường mầm non ạ. À? Đấy, sân chơi nhưng mà điểm... đây là lớp nhà trẻ, nhà vâng, bếp. Nhà trẻ nhưng mà diện tích không đủ học sinh. TV là hôm rồi chị Viền đã xin được à? Cái đấy hỏng. Cái đấy hỏng. Mang đi sửa để khắc phục đây anh ạ. Thế tưởng cái tivi nào hôm rồi? Chưa có. Lớp này chưa có đây này. À, xin một cái tivi. Đây là đang thiếu cơ sở vật chất là một cái tivi à? Dạ. Đây là lớp cô Yến đây. Hai cái ấy, vì là cái đấy hỏng rồi và lớp này chưa có. À. Lớp cô Yến đây hai trẻ nhưng mà cũng chật lắm. Chật. À đây là cái kho cũ. À. Cái kho cũ bây giờ có điểm là học sinh đông quá nên phải tận dụng cái kho này để học sinh học. À, tức là điểm này là bao nhiêu học sinh em? Điểm này là 82 học sinh anh. 82 học sinh. Dạ. Em là hiệu trưởng luôn. Hiệu trưởng có điểm à? Không, hiệu trưởng có điểm. Anh ơi, cô nào cũng... Thế cô nào là phải đứng đầu điểm này chứ? Ví dụ tổ trưởng ấy chẳng hạn. Tổ trưởng ạ. À? Tổ trưởng hôm nay đi vắng rồi anh ạ. À, tổ trưởng đi vắng. Dạ, tổ trưởng hôm nay đang ở trường chính này học. Đây là có tổ trưởng đấy. Hôm nay to hơn tổ trưởng là tiếp anh đúng không? Là Điệp. À. Rồi. Thế là vậy là các bé là bữa trưa thì sẽ nghỉ đây luôn này em? Như nào? Bữa trưa thì nghỉ lớp em. Vì lớp này không thể ngủ được, bé quá. À, lớp có em quạt không? Trong đấy có quạt không? Có quạt nhưng quạt hỏng, quạt này thì đang bị hỏng. Quạt này hỏng? Dạ. Ê à. Có điện hả? Chắc như sửa chữa những cái thiết bị này thì các em phải có người chứ đúng không ạ? Có một cái bóng điện. Không, ý anh là cái sửa chữa những cái thứ này, tức là bên nhà các cô trèo lên sửa hết. Các cô sửa anh. Các cô sửa hết. Từ điện nước rồi các như rau cỏ là các cô đều phải làm hết. Bạn than hàng xóm và các cô trèo. Đúng rồi. Sao lại thế nhỉ? Tức là đơn vị nào cũng có điện nước chứ em. Đây giới thiệu luôn hai cái ảnh mà cô giáo sửa điện nước. À, cô giáo sửa điện nước à? Đâu, có luôn hả? Có luôn. À thế thì gửi Zalo cho em xin để em đưa lên hình ảnh các bạn xem luôn. Cô giáo đang nói vậy, các cô mầm non nói vậy. Cô mầm non là hơi bị nhiều nghề rồi. À. Thế vậy thì mình bắt đầu đón trẻ từ thời điểm nào em? Em đón trẻ bình thường thì giờ mùa hè thì bọn em đón 7 giờ. Còn giờ mùa đông thì 7 giờ 15 các cô có mặt tại lớp và 7h30 là đón trẻ. À nhưng mà trên Lào Cai này đang áp dụng một khung giờ mà. Vâng thì bọn em tính. À. Đây bạn đang giới thiệu. Thôi ảnh này hơi khó. Để gửi Zalo cho em xin em đưa lên này video. Đây là những cái bàn học đúng không? Dạ. À đây. Gối thì hiện tại vẫn đang thiếu, cái gối này thì tận dụng gối năm ngoái. Còn lớp cô Yến thì 22 trẻ chưa có gối. Thế còn những cái thứ này bên cơ sở vật chất của mình lý do gì không có mà... À anh ơi có nhưng mà năm nay kiểu là học sinh nó ra mới ấy. Nên là vâng, bọn em chưa ấy. Thế là những đồ này thường là phụ huynh đóng góp cho con em họ. Vâng. Gối cũng vậy. Vâng. Thì mầm non này đi học trẻ con hết tiền rồi em? Nếu mà tiền ăn thì bọn em đang thu tạm thời là 8.000 một trẻ. 8.000 một trẻ một tháng. Là, vâng. Trên một ngày anh. Có nghĩa là một bữa ăn của trẻ sẽ được 12.000. 12.000 một ngày. 12.000 một ngày. Bữa đấy là bữa ăn bình thường, còn bữa ăn một ngày sẽ có một bữa ăn dinh dưỡng là thịt bò 16.000. Thì phụ huynh sẽ nộp thêm. Còn bình thường nhà nước hỗ trợ những trẻ nào ở trong vùng đặc biệt khó khăn ấy thì là 160.000 một tháng. Học phí không mất? Học phí thì 70%. Cơ sở vật chất của được giảm 70%. Của nhà nước lo đúng không? Còn đây là lớp của giáo Điệp đấy à? Dạ đây lớp em. Rồi. Lớp em hiện tại thì 25 trẻ. Bữa trưa thì trẻ ở lớp cô Yến thêm 22 trẻ nữa là sẽ ngủ tại phòng này luôn. 25 trẻ. Vâng. Không gian như này. Vâng. Một tivi. Buổi trưa thì các bé cũng nghỉ đây. Vâng, buổi trưa thì các bé nghỉ đây luôn. Đây rồi, TV. Ok. Thế ngày nay cô giáo Điệp mời anh đến điểm trường làm gì? Dạ, điểm trường em hiện tại thì đang thiếu một số hệ thống phòng học đấy nha. Như kho, lò đốt rác, với lại cái nhà để xe, với một cái kho bếp nữa. Và hiện tại thì điểm em cũng hơi khó khăn mà em cần nhất là cái kho. Và bây giờ đồ đạc, tại vì đồ đạc các con thì để hết ở ngoài. Đây, ví dụ như cái kho cũ bây giờ là lớp học của cô. Tức là muốn cất những cái đồ này vào kho đúng không? Vâng. Và tạo một cái kho. Vâng. Chứ không phải là nhớ anh đâu gì. Tưởng là 1-2 tháng nhớ anh đâu là anh ơi vào thăm em như thế nào. Hóa ra có ý đồ quá. Tưởng là mồi chài mình các bạn. Thôi không phải. Đây là những cái thứ cốc này các bạn này, cốc này, dép của các bé. Không gian sạch sẽ, toàn là các cô giáo làm hết các bạn, của giáo mầm non. Rồi, bạn Điệp vừa nói rằng là hiện tại bọn em đang thiếu một cái kho để cất những cái đồ này. Cất những đồ này à? Vâng, còn một, có nghĩa là những đồ mà bọn em còn để hết vào trong hai cái nhà vệ sinh cơ. Hai nhà vệ sinh của trẻ là bây giờ hiện tại đang chứa đồ của các cô, đồ của trẻ. Tức là cái nguồn của phòng giáo dục là như nào em? Em thì bọn em đang xin thôi, với lại huy động phụ huynh, nhưng mà huy động trước hết là xã hội hóa trước gì? Dạ vâng, xã hội hóa nhưng hơi khó. Tại vì là điểm em vừa rồi cũng làm nhiều hạng mục rồi nên là bây giờ. Thế nếu như mà đang muốn là kênh của anh giúp đúng không? Dạ vâng ạ. Hay là anh giúp? Dạ em muốn cả. Em muốn à? Muốn. Thông qua anh để hỗ trợ điểm em một cái kho. Em đang rất cần cái kho. Này cô giáo Điệp là muốn anh Giàng A Pháo anh giúp rồi. Rồi nghiêm túc rồi chúng ta đi xem nào. Dạ đây. À đâu? Nếu như mà cái kho mà em muốn làm thì sẽ là đâu? Đây anh ạ. Hôm nọ là em cho điểm em cho phụ huynh là cào hết một bên đất xuống rồi. Thì ngày trước đây là cái nhà để xe. Đây là sơn à? Vâng, là sẽ làm kho lối từ đây sang đây. Bao nhiêu mét? Nó là em phải vào xem vì em đụng đo lâu rồi. 2,5 mét. Chắc phải hơn đấy. Thế như vậy là sẽ bao cái này vào. Vâng. Xây lên để làm, xây cả bịt cả cái này. Không bịt đâu anh ạ, chỉ là làm cao đến đoạn đấy xong là đổ mái, bắn mái sang bên này và một mét sang ngoài để nước nó chảy ra ngoài thôi. Bắn pro à? Vâng. Không làm cái này là hơi ẩm từ đây nó ra này. Hơi ẩm. Hỏng hết đồ. Đặc biệt thế này. Nếu mà bịt trên đấy thì nó là cái nhà vệ sinh đấy, em sợ. Nó có một cái cửa sổ đằng này không? Có một cái cửa sổ. Ẩm từ cái nhà vệ sinh ra nó hỏng hết. Vậy là cô giáo Điệp muốn A Pháo giúp các bạn ạ, muốn kênh Giàng A Pháo giúp, quý nhà hảo tâm nữa thì là làm cái kho này để đồ. Như vậy xây đến đâu em? Nhà trường thống nhất rồi ạ? Em xây đến đây. Đến chỗ chân này gì? Vâng, vẫn nối hành lang ra. Đến khu này và nối đến này, chỗ này. Chỗ hành lang này cắt. Vâng, cắt cái hành lang này đi. Vâng, làm cửa ở đây và sẽ lấy đồ ở trong này vào. Xây. Vâng. Xây tường lên. Vâng. Xây tường lên này. Xây đằng sau. Dựng lên, anh hiểu rồi. Đằng sau kho đấy thì lại làm thêm hố rác. Chỗ đấy là hố rác nữa? Dạ, đấy là hố rác. Và đằng bên kia là nhà để xe, nhưng mà nhà để xe chắc là em sẽ tận dụng cái cỏ với lại xe nữa. Thì là bây giờ không kịp làm. Các bạn ạ, tuy là cái nguồn vốn của phòng giáo dục hoặc là nguồn vốn của nhà nước các bạn, vốn dĩ là người ta xây cái nhà trường này lâu lắm rồi. Hiện tại là muốn sửa chữa nâng cấp lại ấy, thì bên phía nhà trường hoặc là bên chỗ bên em Điệp thì cũng chỉ cái đối sách đầu tiên nhất đó chính là xã hội hóa các bạn. Còn xin nguồn để chờ chắc là cực kỳ lâu, quá lâu. Cho nên là các em mới tính, mới nhờ đến mình, A Pháo. Còn chỗ này nữa là đến đốt rác à? Vâng, em sẽ làm một cái lò đốt rác đây nữa. À, vì bây giờ đốt rác bọn em không có chỗ để đốt rác. Đốt rác đây? Vâng. Đốt rác sao mình không chở ra ngoài khu dân cư đi em? Không được đâu anh ạ. Nó rất là bất cập, bởi vì là mầm non thì bọn em cứ phải đóng cổng ấy, xong là chị nấu cơm thì chị cũng chỉ bọn em nếu mà đi ra đấy thì rất là xa. À, mà tập kết rác ra đấy thì hình như là không biết là cái lò đốt rác của bản này không biết là nó để chưa kịp giúp bạn Điệp cái đôi cái giếng thì này bạn đã chuyển trường chuyển điểm rồi. Chết hạch à? Chưa kịp giúp được, gì được ống nước ở bên đấy hiện tại thì nó cũng chưa đến cái mùa. Bây giờ em cũng cần phải coi chứ. Mình đang dự kiến là giúp cái giếng, bây giờ chưa kịp giúp cái giếng thì bạn không nhà khó. Anh ơi giúp em với. Thế còn giúp gì? Còn giúp gì bản thân cô giáo Điệp không? Đây là giúp việc chung đúng không? Để em về em nghĩ đó. À, có giúp việc riêng gì không? Để em về em nghĩ thêm. Vậy xem xong rồi các bạn ạ, thì từ từ nhá, mình ra đây mình cộng trừ xem là cái diện tích là bao nhiêu. Ngồi chơi đi. Các bạn làm việc và mình ra tròn. Cái đoạn là cái dài rộng ở đâu nhỉ? Tức là cái nhà kho này dự kiến là bao nhiêu tiền để cộng vào. Một ống nước nói chuyện với các chị em ở đây luôn. Như vậy là phải xây lên. Xây lên. Vâng. Xây tường gạch lên ạ. Vâng, xây tường gạch lên thì nó chắc hơn. Ừ. Nhưng mà xây được tường gạch thì quá chắc hơn. Xây tường gạch lên à? Dạ. Theo dự kiến là các em mình làm gì? Như nào? Bọn em xây tường gạch xong là ở trên là bọn em làm bằng tôn, mái tôn. Ừ. Vâng. Để đựng mấy cái này. Vâng. Đồ. Nhưng mà lúc đầu các em đang nghĩ là phương án rẻ tiền nhất là quây tôn. Quây tôn rẻ tiền nhất ạ? Quây tôn rẻ tiền nhất nhưng mà mưa thì nó dồn hết anh ạ, nó ướt. Tại vì có mấy điểm. Quây cái tấm tôn xanh xanh kìa. Tôn kiểu này ạ? Tôn lợp đấy. Kho của em như thế là tính cả vật liệu công thợ và cũng ra gì đấy nhỉ? Dạ vâng. Thế nên mới bảo nếu mà huy động phụ huynh 300-400-500 thì không được. Nhiều ấy. Tiền ăn 36.000. Nhưng mà phụ huynh thì người ta cũng chỉ là một khóa này thôi đúng không? Khóa sau nữa thì lại khó đúng không? Ví dụ các em dạy điểm này cũng chỉ một phần. Ví dụ như các em dạy điểm này 1-2 năm thì lại đi mất đúng không? Thì cô khác lại vào. Trường em thì luân phiên thay nhau. Mái mình có thước ở đây không nhỉ chị nhỉ? Mình có thước ở đây không nhỉ? Thước ở em sao? Kho thì chắc là giải bê tông thôi chứ không cần gạch như này đâu nhỉ? Giải bê tông, bê tông thôi anh ạ. Bê tông em nghĩ cái chỗ sỏi kia đủ. Cái chỗ sỏi mà hôm trước anh cho điểm em vẫn còn. Vẫn thừa một chút đúng không? Vâng. Thủ chút các bạn đưa ở đây. Bàn mái với sắt thì về thông cỡ. Phụ huynh có xây được không chị? Xây được chắc, kiểu gì họ chat được không? Ở đây có mấy có phụ huynh. Họ kể bé họ chat được không? Phụ huynh họ hỗ trợ công thợ được, công nghệ họ làm được mà. Họ làm được. Bây giờ phải tính nhờ vật liệu. Chủ yếu là vật liệu thôi. Chủ yếu là vật liệu thôi, vật liệu như nền với lại cái tường xây phải làm phụ huynh làm được. Thì phải chat hai bên. Bây giờ em cứ đo chiều dài chiều rộng đi vì chỉ nhờ các tường các cái tính. Cát thì có thể cát này với xi măng này. Em tìm cái thước. Người thợ tương làm nhà nhà chị. Nhưng mà hôm nọ mình để thước ở đâu nhỉ chị? Vậy thì các bạn là chuyến này đi thì chủ yếu mình là khảo sát thôi. Mặc dù chưa có nguồn nào các bạn nhé, nhưng mà cô giáo Điệp cơ ạ, em Điệp thì em tha thiết nhờ mấy nay thì này A Pháo mới thu xếp được thời gian. Chờ một chút ngồi uống nước với các bạn một chút xong là mình ra đo. Đó. Xem là số lượng nó là bao nhiêu. Đấy. Tính lên mét vuông là bao nhiêu, mấy tường xong là gạch xi măng cát. Cái giáo Điệp ngày nay thì kiêm thêm nghề xây dựng, bữa trước là tính vật liệu bên cái sân nhỉ. tính làm 5 phân à? Em tính 5 phân. Cuối cùng là mình lấy vật liệu lên là thừa một chút nên là có cái đống sỏi đằng này. Tại cái lúc sáng em chưa kịp vào. À. Nên lúc đầu là chắc chị đổ tầm 3 phân, xong rồi sau vào để thêm lại. Đấy, bây giờ phải làm quen với anh YouTube rồi, bây giờ làm quen với anh thợ xây nữa. Không, năm ngoái làm sân đấy là không có thợ, là các toàn phụ huynh làm nên là hơi lỗi kỹ thuật một tí. Đây các bạn, đây là toàn cả cái điểm trường các bạn. Chưa đăng có trong này. Điểm trường mầm non. Có thì nhắn tin ở đây, Zalo đây. Vành 1 à em? Vành 2 xuống tường. Đằng sau thì ngay đằng sau một ngôi nhà sàn của đồng bào người Dao các bạn ạ. Đó, ngôi trường thì toàn là vậy. À, người H'mông. Không đủ 2 mét. Lấy thước để xem đo 1,5 mét đúng không? Không muốn đi để lại. 150,5 mét. Cây này. Trời ơi chết mất. Trường thì nãy thì mình cũng đã em vào tận nơi để xem rồi. Đầu tiên nhất thì các bạn đề xuất là làm ở đây. 1,5 mét. Tuy nhiên làm ở đây để làm một cái nhà kho chứa đồ. Đấy, cái thế là đo 1,5 mét nhân lên. Không có chỗ để xe. Cầm cái dây đo bao giờ. Đấy. Đây đúng không? Điểm trường các bạn thì đứng cái bài trên đây này. Muốn bắn cái chỗ đấy để làm cái chỗ để xe. Ôi, mới giữa cho nó tính cho nó dễ. Và đồ đạc ngày nay thì ở hai bên hồi trường này các bạn. Đo thêm 50 phân nữa để cho nó tròn 2 mét đi. Không được 50 phân rồi. 50 phân ra tận đây. Không được 2 mét. Thì đâu ra cái chữ là 2 mét. Thôi đây là mất rưỡi này. Giờ đo cụ thể rộng dài, kích thước. Có thể là sẽ có anh thợ anh lên tính các bạn nhé. Nhưng mà hôm nay thì mình nhẩm đã thôi. Để đưa lên cái. Chị ơi, đo bằng cái này cũng được đi. Dự chi. Đi đây để em với chị đo em này. Không có anh nào à em? Dạ không anh. Mầm non chỉ có bọn em thôi. Có một cái đặc điểm rất là hay các bạn. Các cô nuôi dạy trẻ bậc mầm non, chủ yếu là cô giáo các bạn, là nữ giới. Rất ít nam giới luôn. Đó. Để hai cô đo xem nào. Ấy đi. Mét rưỡi này. Này, sẽ phải. Đâu ấy? Đây. Chuẩn không? Chuẩn. Đây. Lên một tí đi, đằng nào nó cũng sát mép nhau. 3 mét này. Lấy cái ấy gạch cho nó rõ ràng ra chị ạ. Các viên gạch ấy. 3 mét này. Hôm nọ tính thì như hơn 7 mét một tí cái chỗ này. Mặt trong nhá. Ừ. Trong này bạn. 4,5 mét. Từ từ. Xong chưa? 6 mét. 6 mét và bao nhiêu phân? Hơn rồi? 8 mét rồi đấy. Cái chỗ này 6 mét. 6 mét đến đây. Đi. 7 mét. Cả bóng. Hôm nọ đo ra 8,2 mét. Nào đi. Xem đủ không? Đây là 8 mét đúng không? 50 đây. 8 mét dài. 8 mét. Tiếp tục lấy đầu kia ra từ đây. Như nào? Đếm đi. Đây là cái bể phốt à hay cái như nào? Cái đấy là cái đấy thì hôm trước nó là cái bể để đựng nước anh ạ. Xong bọn em phải đập đi để làm cái kho đấy. À. Bây giờ bởi vì nước ở trong này nó cũng ấy nên là có giếng khoan rồi. Đây. À đây có giếng khoan. 93. Bao nhiêu rồi? 8 mét thôi, từ 49 đến 93 này. 8 mét lên đấy đúng không? 8 mét nó tầm ở đấy, 8 mét. Cái này là bao nhiêu? Cái này là 1,5 mét. Đây chị của em xem nào. Ô dồi ôi, để em điện toàn cho bởi vì em định xây từ đây lên gì? Vâng, từ đây anh ạ. Nhưng mà cửa em sẽ mở vào đâu? Cửa bên kia anh. Cắt cái đấy. Cắt cái này là những câu ở đây. Đây chị bao nhiêu rồi? 1,5 mét. 1,5 mét lên đấy đúng không? Ừ. Rồi. Hơn 3 mét. 3 mét ở trong phủ bì đi. Bên ngoài nữa là 3 mét 3,20. 3 mét nhân 8 à? tầm 8 mét 3 đấy, 8 mét rưỡi. 8 mét rưỡi. Xây tường từ đây lên. Vâng. Lên bằng cái kia luôn. Xây tường từ đây bằng cái kia luôn. Vâng, và bắn máy. Bắn máy ra. Vâng. Bên kia cũng vậy. Vâng. Thế là cửa mở vào đây. Cửa mở bên. Thế hành lang này chỗ này là chết tối om đúng không? Vâng ạ. Chỗ này sẽ là cái khu. Như vậy là cái kho của em rất là rộng hay như thế. Vâng. Tại vì đồ điểm này nó rất là nhiều, chăn màn các con đâu nhiều. À, có cái kho để chứa đồ. Đồ thì nhiều thế em? Đồ mầm non, phản, chiếu ngủ rồi bàn ghế học sinh. À, đến lúc chưa sử dụng đến thì em lại mang ra gì? Dạ vâng. Tức là còn ngủ là phản sẽ cất vào đây. Đúng rồi. Và đến giờ ngủ để mang vào lớp. Lớp không hết giờ học cất thì lại mang ra. Bây giờ phản ngủ của các con bây giờ hiện tại đang ở trong cái nhà vệ sinh bên kia. Đây nhà vệ sinh bên kia và bên này cũng có một ít nữa. Chức năng của nó là chứa những cái thứ đồ để... gần trưa cho trẻ con nghỉ. Dạ vâng. Phản này, phản ngủ, chăn chiếu này, chăn này, gối này, bàn, ghế, đồ dùng học tập. 24 mét vuông, công thợ xây. Thợ xây rẻ tiền nhất ở đây là bao nhiêu? Cái này 750.000 một mét vuông. Phải nhờ anh hộ. 750.000 một mét vuông. Công thợ xây cấp 4. Công thợ xây ấy nhá. Công thợ họ ấy. Mỗi một mét vuông theo sàn này, giá ở đây là 750. Ngày trước ấy không biết bây giờ họ lấy bao nhiêu. Bây giờ hiện tại chị vừa xây nhà xong là đã đi 1.100.000 một mét vuông rồi. 1.100.000 một mét vuông. 1.100.000 mét vuông à? Ừ. Công thợ ạ? Công thợ. Đây là 24 mét. Là tính trọn gói luôn là 1.100.000 một mét vuông. Còn chưa tính vật liệu ấy nha. Chưa có vật liệu đấy là nhà mình thôi. Càng ấy. Vậy thì mình sẽ 1.100.000 mét vuông hả chị? Mình sẽ đưa ra cái phương án là xây gạch hay là nhưng mà cái này được cái là mình đã có một bức tường kia rồi. Vâng. Ừ. Mình chỉ xây 3 bước nữa thôi. Cửa. Cửa. Với lại là bắn tôn. Bắn tôn. Bắn tôn từ đây ra đòn tay đúng không? Hệ thống đòn tay. Đẹp không anh? 24 mét. Làm tròn số là có thể là 25 đi. 25 mét vuông mặt sàn. Thế là các bé vẫn đi vệ sinh đây chứ? Làm gì được anh ơi. Trong này nó chứa rất là nhiều đồ rồi. Mà ở bên kia. Đây, đấy. Em chỉ mở được như thế này thôi. Bởi vì bọn em để đồ ra tận đây. Đó. Ồ, nếu như mà kho xây được thì ok. Vâng, bàn, ghế, phản, ngủ các con là đều để trong này hết. Rồi, em cho cửa vào trong một chút. Đó. Vậy thì mùa đông thì sẽ đưa những thứ này lên đúng không? Dạ vâng, đây phản ngủ. Không có điện lắm à? Có. Đây, chỗ này như phải không? Ừ, không gọi đâu. Không phải. Trong kho tiện mà đâu trời. Ở đây. Ôi trời ơi. Thôi em ạ, thôi. Không bật được. Đấy, ui giời, sáng trưng luôn. Rồi đồ đạc đây. Vâng. Đây bàn ghế đây. Lợp mái từ đây. Chị Việt ơi, cái thước đâu? Mang đây. Cái cây này còn thiếu ấy. Đưa lên đi. Dạ. Bao cả cái cây nó đợi dưới đất xong. Đúng rồi. Bằng cái cây của em là hợp lý rồi em ạ. Bằng cái cây hợp lý à? Tại vì mình còn đổ ấy mà nhỉ? Ừ, mình đổ lên đấy. Mình sẽ đổ nền lên đấy. Đấy. Này chị ơi, đo đi. Chỗ đấy mình còn để nhét tôn vào để còn lao xuống. Dạ. Đo đi chị. Cái này là 1,5 mét. Này. 1,5 mét này. Ok. Ra đây. Mét. Nó rơi vào tầm 3,1 mét, 3,2 mét. Đến 3,5 mét đâu. 3,2 mét, 3,3 mét ấy. 3,3 mét. Ăn mưng thì nhó nhít. Chỗ đây là 3 mét này, thế còn chỗ này là em muốn cao bao nhiêu? Cao cũng cao đến tầm đây thôi. Nó còn không để nó còn nước chảy từ đoạn này đi đúng không? Vâng. Cột kia sẽ cao hơn, cột này sẽ thấp hơn đúng không? Đúng rồi anh. Thế thì cột kia là 3,2 mét chẳng hạn. 3,2 mét, vâng. Chỗ này phải cho dốc xuống khoảng độ 2,9 mét chẳng hạn đúng không? Nếu các bạn là bây giờ cũng là muộn rồi, mình sẽ đưa các phương án nếu như mà làm bằng tôn lên các bạn nhé. Đổ nền gạch đó, xong là bắn cột làm tôn lên. Và các phương án là nếu như làm vật liệu xi măng và gạch ấy thì 2 chuyến xe cước xe vào đây cũng khá là căng các bạn. Nếu mà pro thì vào chăng nữa lợp pro, mình dự kiến là lợp pro các bạn nhé, hoặc lợp tôn như thế này. Các anh thợ nhôm thợ làm, các anh làm. Đó, nếu anh thợ nhôm làm thì đầu tiên nhất là mình phải vẫn phải đưa một chuyến xe. Đó chính là sỏi có đây rồi, cát và xi măng. Vẫn mất cước 1 chuyến xe. Đấy. Thì mình sẽ tính cái phương án là rẻ tiền nhất các bạn ạ. Đây thì kính nhờ quý khán giả, các nhà hảo tâm giúp em Điệp chuyến này nữa. Bữa trước thì cũng đã một cái phương án, đó chính là làm sân ở sân cho điểm trường em đúng không? Vâng. Nhưng mà em đi đây khó khăn, em đi đâu khó khăn đấy nhỉ? Điểm trường em thì có mấy điểm trường gọi là vùng sâu vùng xa thì điểm nào cũng khó khăn anh. Tức là còn trẻ là bị... Trẻ học sinh của em thì đa số các trẻ thì bây giờ bố mẹ cũng phải đi làm ăn xa ấy mà cũng hoàn cảnh. Hay là cô giáo Điệp là có cái sức hút, sự tương thuyết tốt cho nên là chuyên phải đi vùng cao. Không phải đâu, điểm riêng trường của em đặc thù ở vùng cao thì các cô giáo phải bươn trải những điểm trường này. Anh nhìn thấy em nhẹ như là gì? Dạ. Xinh xắn giỏi giang như này, sao em không chọn ra điểm trung tâm đi, ra trung tâm hoặc là ra huyện dạy? Dạ. Tại vì cứ luân phiên thôi, năm ngoái em mà điểm bên Vành 6 rồi thì năm nay Vành 2 thì năm sau nữa. Nhưng mà điểm bên kia được... năm ngoái cũng vất vả khó khăn mà. Vâng, thì trường cứ cho luân phiên giáo viên. Bên điểm này gần nhà nên gần nhà em. Dạ vâng, đặc thù thì điểm trường này nó gần nhà em, với lại em thì con nhỏ nên là đang học ở bên làng là nên em không làm được điểm đấy được. À, tức là bạn điểm này là gần nhà bạn ấy hơn, nhưng mà tuy nhiên là vẫn rất là khó khăn các bạn ạ. Cô giáo Điệp đi đến đâu khó khăn đấy. Ok các bạn nhé, thế thì các đồ của các bạn này ngày nay này các bạn này. Hành trang của các cô giáo về này các bạn này. Đó, để kết thúc video đấy để các bạn về. Không biết là cái này là cái gì? Nước gì chị? Đây, rau. Đây là tận dụng về để tưới rau anh ạ. À biết rồi, cái này của trẻ con. Bỏ cái mặt ra đây. Nước đấy của trẻ con để tưới rau. À hay. Được. Tại vì cũng đúng thôi các bạn, là lương của ngành giáo với là lương với các ngành khác cắm trường cắm bản thấp lắm các bạn. Để muốn có đồng ra đồng vào hoặc là cải thiện thì người ta cũng phải lao động này, thức khuya dậy sớm để làm. Chị đang xấu hổ. Rất là khâm phục. Rồi các bạn nhé, nay thì vào khảo sát một chút điểm trường em Điệp dạy. Đó như vậy. Xin chào quý khán giả, mình sẽ đưa các phương án chèn vào trong cái lời này. Cảm ơn. Chào em nhé. Chào. Không dám hứa gì đâu em nhé. Dạ.